Sáng ngày 6 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ thông tin, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trong đó xác định có 4 người mắc kẹt. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng khu vực 4 xuất xe chữa cháy tới hiện trường. Trong thời gian điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, cán bộ trung tâm 114 đã gọi điện liên lạc trực tiếp với người bị mắc kẹt và hướng dẫn thực hiện các biện pháp để chống bị ngạt khói. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cắt điện, phá các cửa để thoát khói. Hiện trường ghi nhận, cháy là ô tô trong một gara và chính nguồn cháy này đã chặn cửa thoát hiểm, sau đó khói và khí độc tràn vào các phòng. Sau khi các lực lượng tích cực dập lửa, tới gần 1 giờ sáng, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đã cứu được 4 người khỏi vụ cháy. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn một xe ô tô và một số tài sản khác.